Ngày 10 tháng 8, thành phố Uông Bí tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục năm học 2018-2019. Trong chương trình, 450 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên khối trung học cơ sở, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên đã được nghe đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố quán triệt những điểm quan trọng trong nghị quyết hội nghị lần thứ 6 và hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành trung ương đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đã thông tin đến các đại biểu quan điểm chỉ đạo của tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý, đổi mới giảng dạy và học tập lý luận chính trị, đạo đức, giáo dục công dân trong các trường học, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018-2019. Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên trong nghiên cứu học tập lý luận chính trị, từ đó cụ thể hóa và vận dụng vào công tác quản lý giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Được biết, chương trình bồi dưỡng chính trị năm học 2018-2019 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp tiểu học và mầm non sẽ được tổ chức vào ngày 16 và 17 tháng 8 năm 2018.